Và thưa quý vị, liên tục chương trình, chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn của một cậu bé với tính cách ngây thơ, dễ thương nhưng rất ham học hỏi với tác phẩm A Town with an Ocean View. Xin mời bé Phạm Kim Bảo Long. Xin cho Bảo Long một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần thưa quý vị. Xin được cảm ơn Bảo Long rất nhiều.